Nam mô Tất Cả Phật Bồ Tát A Di Đà Phật Sám Bồ Tát Sa Nam mô Tất Cả Phật Bồ Tát A Di Đà Phật Sám Bồ Tát Sa Nam mô Tất Cả Phật Bồ Tát A Di Đà Phật Sám Bồ Tát Sa học pháp giới đại thiện nghiệp, mình sẽ học lại cái phần này cho nó kỹ, cái phần pháp giới thiện nghiệp này. Cái phần pháp giới thiện nghiệp này chỉ nói đến các cái phương pháp hành thiền định, những cái pháp môn thiền định mà dẫn đến sự chứng đắc các tầng thiền, từ sơ thiền lên đến tứ thiền lên đến ngũ thiền. Có hai hệ thống, nhưng mà mình thống hệ, tính theo hệ thống ngũ thiền thì từ sơ thiền đến ngũ thiền, hoặc từ sơ thiền đến tứ thiền. Khi ở trong các cái tầng thiền đấy thì lúc đấy mình đang tạo các cái thiện nghiệp về sắc giới, sắc giới thiện nghiệp. Nhưng mà ở dục giới thì mình có thể tạo những cái nghiệp bất thiện và tạo những cái nghiệp đại thiện. Khi mình bố thí thì đấy là đang tạo nghiệp đại thiện, cung kính, phục vụ, giữ giới, mình nghe pháp, thuyết pháp, bố hồi hướng tùy hỷ, thì tất cả những cái nghiệp đấy nó đều là thiện nghiệp dục giới, nó sẽ cho cái quả báo ở cái cõi dục giới. Khi mà mình làm các cái công đức, các cái thiện nghiệp ấy, thì nó sẽ trổ cái quả ở trong cái cõi dục giới. Còn nếu mình mà tạo những cái thiện nghiệp về sắc giới thì nó sẽ cho những cái quả ở cõi sắc giới. Và ở cái sắc giới này nó sẽ có một cái sự tạo cái nhân, tạo cái thiện nghiệp ở sắc giới thông qua các cái pháp môn hành thiền. Bây giờ mình sẽ xem quan sẽ để ý đến các cái học các cái pháp môn mà mình tạo các cái thiện nghiệp về sắc giới này. Sắc giới thiện nghiệp đó là tam ý tâm sở đồng sinh với năm sắc giới thiện tâm. Cetta là cetasika, tức là một cái tâm sở tư. Tâm sở tư nó có với tất cả các tâm. Khi nó đi với một cái tâm thiện thì là mình đang tạo một cái thiện nghiệp. Khi nó đi với một cái tâm bất thiện thì cái lúc đấy mình đang tạo cái nghiệp bất thiện. Tâm sở tư khi nó đi với sơ thiện thì mình tạo cái thiện nghiệp sắc giới sơ thiện. Khi nó đi với cái tâm nhị thiện thì nó tạo thiện nghiệp của nhị thiện. Khi nó đi với tam thiện thì nó tạo thiện nghiệp của tam thiện. Tâm sở tư nó là tâm cố ý hành động. Mình hành động bất cứ một cái gì có cái sự cố ý, có cái sự chủ tâm, có cái sự chủ động. Sự chủ động là một cái nghiệp đấy. Thì cái nghiệp đấy, thì cái hành động đấy nó trở thành nghiệp. Bất cứ một cái gì mà mình có cái sự chủ động thì lúc đấy cái hành động đấy là nghiệp. Khi mình chú tâm vào hơi thở thì mình có cái sự chú, mình có cái sự chủ động chú tâm vào hơi thở. Vậy cái lúc đấy mình đang tạo nghiệp. Và khi mà mình chú tâm vào hơi thở cho đến khi mình đạt được sơ thiền, thì cái lúc mình an chú trên cái tự tướng, mình chú tâm trên tự tướng, lúc đấy mình đang tạo thiện nghiệp sắc giới. Tạo thiện nghiệp sắc giới bằng cái sự chú tâm, bằng cái sự có cái sự chủ động, cố ý là một cái gì đó, nó đều là tư. Vậy thì khi mà mình hành thiền với năm các tầng thiền, năm sắc giới thiện tâm là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền, nó đều đi với cái tâm sở tư tạo thành sắc giới thiện nghiệp. Loại nghiệp thiện này chỉ phát sinh nơi ý môn nên thuộc về ý thiện nghiệp. Khi mà ở dục giới thì mà một chúng sinh có thể tạo được cái thiện nghiệp từ nơi thân, có thể tạo cái ác nghiệp cũng từ nơi thân.
hoặc là có thể tạo cái thiện nghiệp từ nơi khẩu, nơi lời nói. Ác nghiệp cũng có thể tạo được từ nơi khẩu, nơi lời nói. Tất cả những cái thiện nghiệp ở dục giới đều có thể tạo được ở ba cái căn môn, đó là thân môn, khẩu môn và ý môn. Nhưng mà từ cái khi mà đã vào đến các cái tầng thiền, an trú trên tầng thiền, thì chỉ có ý thức đang tạo nghiệp, chỉ có ý thức đang chủ động, chỉ có ý thức đang nhận biết. Và cái tạo cái nghiệp này là ý mình tạo nghiệp, ý tạo thiện nghiệp. Đối với các cái sắc giới thiện nghiệp, tức là các cái thiện nghiệp ở cái mức độ sắc giới trở lên, thì chỉ có ý nó tạo, chứ thân không có tạo và khẩu không có tạo. Vậy thì lúc đấy thân thức, cái lúc đấy cái thân mình nó ngồi đây này, vậy nó lúc ấy nó có phải là tạo nghiệp không? Thì nó cái lúc đấy cái thức thuộc về thân nó đã được nghỉ ngơi, không có hoạt động. Lúc mà đang ở trong sơ thiền, mình có cái thân thức nhưng thân thức không hoạt động, vậy thức thân không có tạo nghiệp. Mình có cái lời nói, cái lời nói nó cũng thuộc về cái một cái ý thức cho tâm nó sinh. Và cái lúc đấy cái lời nói cũng tịnh chỉ thân, tịnh chỉ lời nói. Vậy nhưng mà ý thức của mình đang nhận biết, ý thức của mình đang sinh khởi, ý thức của mình đang gắn chặt vào cái đối tượng, liên tục nhận biết đối tượng, liên tục quan sát đối tượng. Vậy cái lúc người hành thiền ấy, là cái tâm nó phải rất tỉnh táo, nó phải rất tỉnh giác, nó phải nhận biết đối tượng rõ ràng, quan sát đối tượng rõ ràng. Nó khác hoàn toàn với trạng thái ngủ. Một người ngủ thì không có tạo cái nghiệp gì cả. Một cái người ngủ tâm nó chìm vào hữu phần Pavanga, và lúc ấy ý thức của mình cũng nghỉ ngơi, ý thức cũng nghỉ ngơi, chỉ còn lại cái tâm hữu phần đang hoạt động. Còn ở trong cái người đang nhập vào các tầng thiền thì ý thức đang tỉnh táo, đang nhận biết, đang hoạt động. Vậy lúc mình nhập thiền, tâm mình rất là tỉnh táo, vì ý thức thì nó đang tạo nghiệp liên tục, tạo nghiệp rất là mạnh, nó tạo nghiệp mạnh hơn ở cái cõi dục giới. Nên là ý thức ở trong cái trạng thái rất tỉnh táo, ý thức tạo thiện nghiệp. Đó là năm bậc thiền hữu sắc phát sinh từ các đề mục thiền định. Tất cả những cái đề mục thiền định, chỉ có người thực hành thiền định mới tạo được cái nghiệp về sắc giới thiện nghiệp này. Người không thực hành thiền định không tạo được các cái thiện nghiệp về sắc giới này. Thông thường những cái người ở thế gian, người ta chỉ tạo những thiện nghiệp về dục giới không, và khi chết người ta cũng chỉ tái sinh ở quanh quẩn ở trong cái cõi dục giới này. Vì mình khi mình chết là các cái quả của nghiệp nó sẽ trổ, nó sẽ trổ trong cái lúc mà mình cận tử đấy, trong cái lúc mà đi tái sinh, và nó trổ sau cái lúc mình đi tái sinh. Và suốt một đời mình chỉ có tạo những cái thiện nghiệp về cõi dục giới, vậy thì mình cứ chắc chắn là mình sẽ sinh về một trong các cái cõi dục giới. Có bao nhiêu cõi dục giới đây, có ai nhớ được có bao nhiêu cõi dục giới không? Mười mấy cõi. Có 6 cõi trời, dục giới là 6 nhé. 4 cõi khổ là 10. Mấy cõi người nữa là 11. Mấy có 11 cái cõi dục giới. Vậy chắc chắn một cái người mà chưa chứng đắc các tầng thiền thì mình sẽ ở sinh, cái đời sau của mình sẽ sinh vào một trong 11 cái cõi này. Đó là các cái cõi dục giới. Còn cái người nào mà chứng các tầng thiền thì sẽ mới sinh về các cái cõi sắc giới. Có bao nhiêu cõi sắc giới? Những cõi sắc giới 16 cái cõi sắc giới. Đấy là nói về các cái cõi tầng thiền. Từ sơ thiền có 3, nhị thiền có 3, tam thiền có 3 cõi, 3, 3, 9. Tứ thiền có 7 cõi, 16 cõi. 16 cõi đấy là bao gồm cả 5 cõi tịnh cư thiên. Thì đó là 5 cái bậc thiền hữu sắc phát sinh từ các đề mục thiền định. Nếu mà khi mà nói đến các đề mục thiền định thì sẽ có 40 đề mục thiền định. Chỉ có người nào thực hành
140 cái đêm mục này thì người đấy mới là đang thực hành thiền định. Còn nếu người nào mà hạnh ngoài 40 đêm mục thiền này thì người đó không phải là đêm mục thiền định. Đêm mục về thiền định thì có 10 pháp tùy niệm, 10 các sinh nhã, 10 pháp quán bất tịnh, 4 phẩm chú, 4 vô sắc thì nó là ở cái cũng là đêm mục thiền định nhưng mà nó về thiện nghiệp sắc giới. 10 cái pháp tùy niệm là thiện nghiệp dục giới, còn lại là thiện nghiệp sắc giới. Vì nói chung lại là có 40 đề mục thiền định này, thì trong 40 đề mục thiền định này nó có những đề mục thuộc về dục giới, có những đề mục thuộc về sắc giới, có những đề mục thuộc về vô sắc giới. Thì 10 cái pháp tùy niệm là 10 cái sinh đẹp, 4 phạm chủ, 4 vô sắc, và 1 thiền quán ba, 2 thiền trường, 1 thiền niệm hơi thở. Đấy là tổng cộng 40 đề mục thiền định. Thì có cái những cái đề mục tùy niệm, những cái đề mục tùy niệm này đó là niệm để cho tăng trưởng cái đức tin, như là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên. 6 cái đề mục này là để mình tăng trưởng cái đức tin. Niệm Phật để mình có cái niềm tin nơi Đức Phật, niệm Pháp mình có niềm tin nơi Đức Pháp, niệm Tăng có niềm tin nơi chư Tăng, niệm giới mình có niềm tin vào giới, niệm thí để mình có cái niềm tin hoan hỷ về cái việc hành bố thí, niệm thiên là để mình có cái niềm tin vào các cái cõi chư thiên. 6 cái đề mục này là để tăng trưởng niềm tin, để mình có được cái tinh tấn trong sự hành pháp, giảm bớt được cái sự lười biếng, sự lười nhác, dễ duôi thì niệm sự chết. Niệm sự chết, cái người nào mà dễ duôi, mình mà có cái tâm ham vui, thích phóng dật, thích ham vui, thích chơi bời thì niệm sự chết. Niệm sự chết sẽ làm cho mình giảm bớt cái ham vui ở thế gian. Một cái sự niệm về cái sự niết bàn, niệm về cái sự tĩnh lặng của niết bàn, để cho mình có cái lòng muốn được chứng ngộ niết bàn. Niệm về vật thực bất tịnh, có cả một cái pháp niệm về vật thực bất tịnh, đó là mình quán cái thức ăn nó cũng là tứ đại bất tịnh, để cho mình giảm bớt cái tâm đắm nhiễm tham ăn. Người nào mà có cái tâm tham thực tham ăn thì niệm vật thực bất tịnh. Và có một cái pháp là niệm tứ đại. Đây là 10 cái đề mục. 10 đề mục này nếu mà một người tu tập thì đắc được đến định cận hành. Cận định là cái tâm của mình nó vẫn còn ở dục giới, cho nên 10 cái đề mục này nó thuộc về thiện nghiệp dục giới. 10 đề mục này không được tính vào cái thiện nghiệp sắc giới. Vậy một người có niệm Phật đạt đến sự nhất tâm bất loạn, một người đạt đến sự nhất tâm của pháp môn niệm Phật, vẫn là ở thiện nghiệp dục giới, người đó chưa tạo được thiện nghiệp sắc giới, người đó vẫn chỉ có thể quanh quẩn ở trong cõi dục giới thôi. Tất cả các cái pháp môn này, 10 cái pháp tùy niệm này, nếu mà hành đến mức độ cao nhất thì cũng chỉ đạt được cận hành định. Cận hành định là một cái thiện nghiệp dục giới, chỉ sinh trở lại sáu cõi trời dục giới hoặc cõi người, không thể sinh về cái cõi nào cao hơn được. Còn 10 đề mục mà dẫn đến chứng đắc đệ nhất thiền sắc giới, khi mà có những cái trong 40 đề mục đấy có những đề mục sẽ dẫn mình chứng đắc được đến sơ thiền. Cái pháp gì có thể chứng đắc được sơ thiền? Quán ba hai thân phần, quán bộ xương có đắc được sơ thiền không? Có đắc được sơ thiền. Quán một cái xác chết có đắc được sơ thiền không? Có đắc sơ thiền. Trong 10 cái đề mục mà dẫn đến đắc sơ thiền này thì có 9 cái nó thuộc về cái quán về xác chết. 9 cái đề mục đã ngay cái sự niệm quán về cái xác chết nó đã chiếm tới 9 đề mục. Và hôm nay thì sẽ được viếng thăm rất nhiều xác chết. Hôm nay sẽ có rất nhiều xác chết để chuẩn bị tinh thần mà. Chuẩn bị tinh thần mà xem về các tử thi bất định.
Đây là đề mục thứ nhất, sát chết chương sinh, thâm tín và thối rữa. Và một người thực hành cái thiền quán, mình phải đi tìm được một cái xác chết tương tự như thế này, là một cái đề mục thiền, và phải nhìn một cách chăm chú, nhìn chăm chú vào cái xác chết này, từng cái chi tiết một, phải ghi nhớ từng phần. Ví dụ mình nhìn này, cái mặt nó làm sao, mồm nó làm sao, cái mũi, cái mắt nó làm sao, tai nó làm sao, người nó làm sao. Và mình phải nhìn cho thật kỹ cái xác chết này. Mình nhìn làm sao mà khi mình nhắm mắt là mình vẫn còn có thể hình dung tưởng tượng ra được cái xác chết này nữa. Khi mà mình phải ngồi trực tiếp mình nhìn bằng hình ảnh này thì chưa đủ cái kinh cảm đâu, phải nhìn thật ấy. Phải đi tìm vào đâu được một cái xác người ta chết thật ấy cơ. Thì nó mới nhanh đắc thiền, chứ nhìn qua hình ảnh rất khó đắc thiền. Nhìn nếu mà mình muốn đắc thiền trên hình ảnh thì mình phải cố gắng thấy một cái xác chết. Dù cái xác chết đấy nó chưa được cái sự mà nó trương sình và thối rữa như thế này. Nó có thể là chỉ là một cái xác nó mới chết thôi. Và mình nhìn vào đấy, mình hình dung cái xác chết mà mình đã nhìn thấy thật ấy. Sau đó thì mình mới ghép vào cái ảnh, mà mình nhìn vào cái xác chết trên ảnh. Hai cái mình mới ghép vào nhau thì mình có thể đắc được các tầng thiền. Chứ nếu bây giờ mình chỉ nhìn qua hình ảnh mình, xong là mình niệm đến cái đề mục thiền xác chết này, nó không đủ cái sức kinh cảm để đắc thiền. Mà cái người mà thực hành những thiền niệm về cái sự chết này thì nó chế ngự được cái tâm tham ái đối với cái xác thân rất là lớn. Và rất nhiều người có thể chứng đắc được đạo quả khi mà hành thiền niệm về cái xác chết. Đây là cái xác chết chương, sinh chương đấy, thâm tín và thối rữa. Như thời Đức Phật thì xưa có một cái cô, có một cái cô gái, cô này em gái của y sĩ, em gái của y sĩ Chipaka này. Cái vị y sĩ mà hay chữa bệnh cho Đức Phật, chữa tăng và vua Bimbisara. Thì cái cô này, cô rất là đẹp. Lúc đầu thì cô làm cái nghề kỹ nữ, và cô ấy làm một cái nghề kỹ nữ, và cô lấy giá rất là cao. Một người phải trả 1.000 đồng tiền vàng thì mới có thể làm bạn với cô được một ngày. Thế rồi khi mà một lần cô nghe Đức Phật giảng pháp và cô chứng được sơ quả dự niu, thì mới cô bỏ cái nghề, cô trở thành một cái người Phật tử rất là thuần thành. Và hàng ngày cô cũng thường cúng dường Đức Phật và chư tăng. Rồi một ngày thì cô ấy cúng dường khoảng 5 vị tỳ kheo, các cái bữa ăn, bữa sáng, bữa trưa, ngày nào có 5 tỳ kheo đến. Rồi các tỳ kheo khi mà đến nhận thức ăn rồi, khi vừa trở về thì ca ngợi với nhau về cái nhan sắc của cái cô gái này. Và có một cái vị tỳ kheo trẻ, khi mà nghe đến người ta ca ngợi cái nhan sắc của cô gái này thì đem cái lòng si mê. Một hôm cái vị tỳ kheo này mới đi đến cái nhà cô đấy để khất thực. Khi mà hôm đấy thì cô này có bị ốm, cho nên là cô ấy không có trang điểm, không có đeo vòng hoa, không có trang điểm một cái gì hết. Nhưng mà cô ấy cố gắng, cô ra cô ấy cung kính đảnh lễ cúng dường. Xong vị tỳ kheo này nhìn thấy cô này một cái thì bị mất hồn. Khi mà về đến thất thì nó không có dùng được cơm nữa. Và 5 ngày 5 đêm thì nó cứ nằm ở trong thất vậy. Vì nó cứ tương tư đến cái cô gái đấy. Và vì nó nghĩ là cô này, hôm nay cô bị ốm, cô không trang điểm mà còn đẹp thế, muốn chi là cái lúc mà cô trang điểm cô còn đẹp thế nào nữa. Thế rồi khi mà cũng cái ngày mà hôm đấy vị tỳ kheo này về thì là cô đấy, cô bị chết. Cái cô gái đấy, cô đêm, cái đêm hôm đấy cô cũng chết do cái căn bệnh nó cũng rất là nặng. Khi mà cô này cô chết thì Đức Phật cũng có cho tỳ kheo đến nhắn với vua, nhà vua này, hãy đưa xác cô gái đấy ra ngoài nghĩa trang và cho người canh giữ, đừng để cho con gì nó ăn, cứ để cho nó hủy hoại dần dần ấy. Thì cho đến ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5 thì bắt đầu cái xác nó vẫn tương tự như cái xác này rồi, nó vẫn gần gần bằng cái xác này, tức là nó đang trương lên, đang thâm tím, đang sình thối rữa ra vậy. Thì lúc đấy Đức Phật mới nói với nhà vua là hôm nay sẽ lệnh cho tất cả toàn dân đi viếng cái cô gái đấy. Và Đức Phật cũng dẫn tất cả các tỳ kheo
các đệ tử ra cái ngoài nghĩa trang để thăm viếng cái cô gái bị chết đấy. Thì ra đến đấy thì lúc đấy Đức Phật mới nói với vua Tần Bà Sa Na, bây giờ hãy rao bán cô gái này, rao bán cô gái này, mà bây giờ bán với giá rất là rẻ, 1.000 đồng, có ai mua không? Không ai mua thì hạ xuống 100 đồng, không có ai mua, cũng không ai mua, thì hạ xuống còn 3 đồng, cũng không ai mua, còn 1 đồng, cũng không ai mua, còn nửa đồng, cũng không ai mua. Thế là lúc đấy Đức Phật mới thuyết pháp, Đức Phật mới nói đấy, cái thân con người, cái bản chất nó là như thế. Thế khi mà cái con người nó trở nên như thế này rồi, bây giờ cho không cũng sẽ không ăn đấy, khi mà mình cho không cũng không ăn đấy, thì mọi người hãy quan sát để thấy được cái sự giả tạm trên cái thân xác của con người. Cái mà mình yêu quý nhất là cái xác thân, xác thân mình hoặc là một cái xác thân của một người khác. Và khi mà cái xác thân đó, cái thân đó nó chết một cái, chỉ vài ba ngày hôm sau thôi, là nó sẽ trở nên kinh khủng, trở nên khủng khiếp. Và hãy lấy đấy làm cái đề mục mà quán niệm để mà nhàm chán, nhàm chán chính cái thân mình, nhàm chán thân của những người khác, có được cái sự kinh cảm, có được cái sự gớm ghiếc về cái thân ô uế bất tịnh hôi thối như vậy, để mà diệt trừ cái lòng tham muốn cái xác thân, diệt trừ được cái lòng tham muốn xác thân. Khi vị tỳ kheo mà tương tư cái cô gái này suốt 5 ngày không ăn uống gì, thì cái vị lúc đấy vị đó cũng phát triển cái thiền quán, vì quan sát cái xác chết, phát triển được thiền chỉ và thiền quán, và vị đó thấy được cái sự vô thường trên cái thân năm uẩn, và vị chứng đắc được quả A-la-hán ngay trong cái bài pháp mà Đức Phật đang thuyết giảng. Thì thời Đức Phật đại đa số là sẽ dùng các cái đề mục này để tu tập. Rất rất nhiều các tỳ kheo sẽ dùng các cái đề mục là xác chết làm cái đề mục tu tập. Và vô số người đã chứng đắc quả A-la-hán và các cái thánh quả nhờ quan sát cái sự bất tịnh của cái xác thân. Bởi vì cái sự trói buộc của chúng sinh vào luân hồi chính là cái dính mắc vào cái xác thân. Hay là mình còn dính mắc vào cái xác thân thì ngày đó mình còn ở trong luân hồi. Và khi mà lấy cái đề mục xác chết làm cái đề mục thiền quán, đầu tiên là tu tập cho nó đắc được thiền định. Thì tu tập đắc được thiền định rồi, sau đó mới chuyển sang thiền quán, thì cái sự kinh cảm, nhàm chán nó đã sẵn có khi mà mình an trú trên cái xác chết rồi. Cái tâm của mình lấy xác chết làm đối tượng, an trú ở trên đấy liên tục, mình sẽ đắc được các tầng thiền. Ví dụ bây giờ mình nhắm mắt, mình mở mắt ra mình nhìn một cái xác chết, sau đó mình nhắm mắt mình vẫn còn hình dung được cái xác chết đấy. Rồi là mình sẽ niệm xác chết, xác chết, xác chết. Mình cứ niệm xác chết bất tịnh, xác chết bất tịnh, xác chết bất tịnh, xác chết bất tịnh. Cứ niệm như vậy cho đến khi mà cái xác chết đấy nó càng lúc nó càng hiện rõ ra. Nó hiện rõ ra trước mặt mình, và mình sẽ thấy cái xác chết nó đang nằm ở trước mặt mình. Và cái hình ảnh xác chết đấy lúc đầu thì nó cứ tan đi, rồi sau đó mình cố khơi dậy, cứ tan, cố. Nhưng về sau nó an trú liên tục, nó không tan nữa. Mình sẽ thấy cái xác chết nó duy trì liên tục trước mặt mình. Và bắt đầu là những cái tơ tướng, quang tướng bắt đầu nó cũng sáng rực này. Dưới cái ánh sáng này cái xác chết nó vẫn hiện ra một cái rõ ràng, liên tục, đều đặn. Cái sự kinh cảm sẽ khởi lên. Sự kinh cảm, mình thấy một cái sự nhàn, nhờn gớm đối với cái sự xác thân. Và bắt đầu các cái thiền chi nó cũng sinh lên, tầm tứ hỷ nạn nhất tâm. Vậy khi mà mình chú tâm vào một cái xác chết thối bất tịnh, khi mình nhìn thấy một cái hình ảnh xác thối thì mình sẽ có cái cảm giác gì? Cảm giác gớm ghiếc này, ghê sợ, muốn chạy xa. Thì cái lúc mà mình khởi lên cái tâm đấy thì nó có tâm nó có hoan hỉ không? Không hoan hỉ. Cái lúc mới bắt đầu nhìn vào thì tâm nó không có hoan hỉ. Nhưng mà khi mà cái tâm mà nó đã đạt đến sự nhất tâm rồi thì nó lại có cái sự hoan hỉ. Khi mà mình đặt vào ấn sơ thiền, tâm nó an trú liên tục trên một đối tượng, có sự kinh cảm. Thì lúc đấy mình sẽ đắc được đến sơ thiền của một cái pháp niệm xác chết. Thì đây là thứ nhất, đây là cái xác chết bị diều hâu và sói rừng gặp xé. Mỗi người có một cái sự tham ái dính mắc. Có những người thì quán cái xác chết đang trương sình, nên thì mình sẽ có cái sự kinh cảm, hoặc là mình có thể lấy cái đối tượng là cái xác chết đang bị các cái loài thú này nó gặm xé. Nó gặm xé nên là diều hâu nó đang cắn xé, nó rỉa hết thịt rồi.
Là cái đề mục thứ hai. Đề mục thứ ba là xác chết chỉ còn là thịt máu, xác chết còn lại xương và máu. Đây là cái xác này người ta phẫu thuật tử thi ở cái nhà xác này. Phẫu thuật tử thi thì người ta bóc luôn. Chàng trai thì có đẹp trai không? Thì tất cả những vấn đề là như thế này hết. Mình sẽ thấy cái thân con người nó chẳng có cái gì cả. Nó chỉ là những cái tứ đại, cái vật chất nó giống như là một cái túi da chứa đựng toàn những cái vật ô uế bất tịnh ở bên trong, máu me bột gan vậy thôi, có gì đâu. Nhưng mà từ xưa đến giờ mình có yêu cái thân, mình dính mắc vào cái thân này mà mình ở trong luân hồi biết bao nhiêu kiếp này. Chỉ vì cái thân mà mình ở trong luân hồi, cái số lượng kiếp mà mình ở trong cái luân hồi ấy, nó nhiều như những cái hạt cát ở trên, ở dưới sông Hằng này. Nhiều như vậy, nhiều hơn như thế nữa. Mình biết một biển đại dương có bao nhiêu giọt nước không? Những cái số giọt nước ở trong một cái biển, bốn biển cũng chưa bằng những cái số kiếp mình ở trong luân hồi. Tại sao ở trong luân hồi lâu như thế? Chỉ vì mình tính mạng vào những cái xác thân này. Bây giờ để cho mình nhàm chán các cái xác thân thì cần phải thực hành thiền niệm sự chết. Lấy xác chết làm cái đề mục, lấy xác chết làm đối tượng và chú tâm trên đấy để mà đắc được các tầng thiền, chế ngự được cái tham, thế ngự được dục tham về xác thân. Đây là cái đề mục thứ ba hoặc thứ bốn, mình có thể lấy một cái xác như thế này. Xác chết chỉ còn lại bộ xương, xác chết còn lại đống xương rơi ra khắp đó đây, xác chết thì còn đống xương trắng màu vỏ ốc. Đây là các vị xưa ở bên Thái Lan, đây là tu như thế này là đúng theo thời Đức Phật. Sẵn sàng đi ra một cái nghĩa trang và rồi những cái nơi đấy người ta quảng bá, tức là ở bên Miến Điện thì bây giờ cũng còn một số nơi, một số vùng người ta cũng quảng xác chết vào trong rừng và ra đấy vẫn có thể tìm thấy những cái đống xương như thế này. Ngày xưa người ta cũng không có những cái nhà giàu thì mới có tiền mà mua củi mà thiêu, nhưng nghèo quá thì người ta không có tiền, người ta không thiêu, người ta cũng không quan trọng cái chuyện thiêu xác. Thì nếu mà có người thân mất, người ta chỉ cuốn một lớp vải xong là bỏ lên một cái cán, hai người cán gánh ra bên bờ rừng hoặc là bên cánh đồng, xong là vứt đấy đi về. Thì những cái xác chết đấy thường sẽ có những con diều hâu hoặc là những con chó sói nó ra, nó gặm hết những cái thịt nó ăn. Và mấy ngày sau thì chỉ còn lại bộ xương cứ nằm rơi rác như thế này. Và người ta coi cái chuyện này rất là bình thường, ở gần đấy vẫn có nhà người ta ở, chẳng sao. Có thấy có thể quảng ra một cái khu vườn vài hôm sau còn lại bộ xương, không có sao hết. Ở những khó một số nước thì rất là quan trọng về chuyện biến xác chết, nhìn thấy bộ xương mình cảm thấy như là thấy ma sợ hãi. Hôm nay có cái ngày nhà mà anh xúc cái vườn bớ phải được hai cái tiểu, mình sợ không dám làm thêm nữa. Tiểu chết mấy trăm năm xương mục hết này, còn chi đấy, xương vẫn còn trắng trẻo đẹp đẽ thế này. Người ta còn đến tận bên người ta ngồi hành thiền quán. Nhờ vậy mà rất nhiều người đã chứng đắc được các cái đạo quả, giải thoát được sinh tử. Xác chết thì còn lại bộ xương cũng được, mà xác chết còn lại đống xương rơi ra cũng được, mà xác chết thì còn đống xương trắng màu vỏ ốc cũng được. Thì đây là cái xác chết nó đã phân hoại đi rồi thì nó còn bộ xương. Mình có thể lấy cái đề mục này giống như một đề mục bộ xương, và một cái người đấy cứ niệm xương. Một người có thích thì cứ niệm xác chết và niệm xương được, đều có thể chứng đắc được các cái tầng thiền. Và cái người mà muốn chứng đắc thì đầu tiên là phải nhìn bằng mắt, sau đó phải nhắm mắt lại và hình dung. Nếu như cái lúc mà mình nhắm mắt lại, mình cái hình ảnh của cái xác chết hay cái bộ xương ấy nó vẫn còn hiện rõ ở trong tâm, và mình cứ niệm liên tục, mình an trú ở trên đấy 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng liên tục,
bắt đầu mình sẽ thấy xung quanh đến xác chết đấy nó phát tỏa ánh sáng từ học tướng chuyển thành tự tướng. Thì khi là cái xác chết thì là chuẩn bị tướng, rồi bắt đầu những cái màu sắc về màu trắng xám xám nó sinh khởi, rồi sau đó nó trắng rực lên như bông, rồi dần dần nó sẽ tỏa sáng rực rỡ. Nhưng mà cái hình ảnh xác chết nó vẫn hiện diện rõ ràng ở trước mặt mình, và lúc đấy mình sẽ đắc được sơ thiền, kiểm tra sẽ thấy đủ cả năm thiền chi. Người nói cái đề mục về thứ năm, thứ sáu và thứ bảy. Đề mục thứ tám là xác chết chỉ còn lại đống xương khô. Xác lâu ngày rồi thì cái đống xương lâu ngày nó khô, thì lúc này thì cứ giống như là mình đang quán chiếu về cái bộ xương, quán chiếu về bộ xương. Chúng sinh thì nó bị dính mắc vào cái thân ấy, thì mỗi người lại có một cái kiểu dính mắc khác nhau, không ai giống ai. Có cái người thì dính mắc về cái làn da. Ôi, làn da của mình trắng trẻo đẹp đẽ quá, ước gì nó cứ trắng vậy hoài hoài. Thì cái người đấy là bị tham ái dính mắc với làn da. Hoặc là mình thấy ôi, người kia có cái làn da trắng quá, thì đấy là mình cũng dính mắc với làn da. Thì cái người mà dính mắc với cái làn da thì quán cái xác mà nó mới chết ấy, chương sình, cái xác đầu tiên ấy, bị dòi bọ rút rỉa ở xung quanh trên da, bị thâm tím bầm. Đấy, những cái người có những người thì dính mắc về cơ bắp, một cái người kia có cơ bắp cuộn cuộn, thì cái người đấy thì lại phải quán về cái xác mà diều hâu nó đang ăn ấy. Cái người mà dính mắc về, đây là cái người dính mắc về làn da thì quán cái xác này hết, có da còn đẹp nữa không, còn là cái chỗ của sâu bọ nó ăn ha, không còn tham về cái đẹp của da nữa ha. Con người dính mắc về cơ bắp ha, cơ bắp bây giờ bị kiên kê nó ăn hết rồi. Người mập người gầy thì cũng, cái thịt đấy cũng kiên kê nó cũng ăn hết. Có những cái người, mỗi người này dính mắc một cái cách khác, có những người thì dính mắc một cách tổng thể. Cái người này có cái dáng người, có cái dáng người cân đối. Có những người thì tham ái dính mắc như vậy thì quán đại cái xác chết chỉ còn, nó chỉ là cái sự kết hợp giữa xương thịt máu. Thì bây giờ tách rời xương thịt máu ra, còn cái gì là một cái dáng người đó không? Dáng người gì đẹp xấu cũng thế này mà thôi. Có người thì dính mắc, mình thấy cái hàm răng dính mắc về răng, người kia có răng đẹp, răng xấu, răng nhô, răng bố, răng khểnh, răng hạt bắp, răng gì đó. Có người dính mắc về răng thì nó cái quán cái bộ xương này nó sẽ liên hệ đến cái hàm răng, mình biết là ồ răng trắng răng đen, răng béo, răng thỏ, răng thủ, thì cuối cùng nó cũng chỉ như là một bộ xương khô thế này thôi. Giống như vị trưởng não ấy, khi mà nhìn thấy cô gái cô nhe răng cô cười thì cái vị trưởng não đấy bắt luôn được cái bộ xương và thấy được cái sự vô thường sinh diệt trên cái sắc của chứng được của A La Hán ngay lập tức ấy. Thì cái người thường xuyên quán chiếu về cái bộ xương bất tịnh thì không còn bị dính mắc, không còn xem là hôm nay là răng của mình đẹp hay xấu nữa. Những người quan về cái bộ xương này nó cũng sẽ khô đi, nó không còn đẹp mãi. Và cuối cùng của cái niệm xác chết là xác chết thì còn lại đống xương đã hóa thành tro bụi. Thì đây là cái đống tro bụi mà sau khi thiêu đi, cái xác sau khi mà theo đi rồi thì nó còn một cái mớ tro bụi như thế này. Đấy, cuối cùng thì mình cũng sẽ trở về cho bụi này mà thôi. Đấy, ta là cát bụi, sẽ trở thành cát bụi. Đấy là cát bụi, không còn gì. Mà người ta có thể mang cái bình tro này ra sông, người ta vãi xuống đi sông. Nó hòa tan vào cái dòng nước, trôi ra biển cả, chìm xuống lòng đất, không còn cái gì nữa. Hãy quán chiếu như vậy, quán tưởng như vậy, thì mình sẽ không còn dính mắc gì với này, cái thế gian này nữa. Mình sẽ thấy được rằng cái vòng luân hồi này nó đã cuốn trói ta vô lượng vô biên vô số kiếp, đến bây giờ ta
ta sẽ cắt đứt nó bằng cái pháp quán, bằng cái nhận ra được cái sự thật này, nhận ra được cái sự thật của cái kiếp sống nhân sinh này. Cái người quán về cái sự bất tịnh trên xác chết thì cái người đấy sẽ có cái sự kinh cảm, có cái sự nhàm chán, có cái yếm ly, ni tham, đoạn diệt, từ bỏ, chính trí, giác ngộ, niết bàn, vẫn năng lượng nào. Đây là một xương. Đây là một cái hành giả có thể thực hành thiền quán. Một cái thầy mới chết chương sinh, còn đâu vẻ đẹp sinh. Hai là thầy rục rã, đâu còn ra dáng hình. Rồi là sâu, thầy chỉ còn dính thịt và máu. Chó đang lại nó gặm nhấm, kên kên nó đang bay đến thì nó bỏ, nó quét, nó moi ruột mà ăn. Rồi nó hủy hoại dần dần, không còn gì. Một người cứ quán chiếu như thế, quán tưởng như thế. Một người mà muốn quán tưởng về sự chết, có cái đề mục là niệm sự chết và niệm xác chết là hai đề mục khác nhau. Cái đề mục mà niệm sự chết thì là cái người đó thấy cái sự chết ở trên chính cái thân mình. Tức là cái người quán niệm sự chết là thấy cái sự chết trên trong mình. Còn cái người mà quán hành cái pháp thiền niệm xác chết là thấy sự chết ở bên ngoài. Hai đề mục thiền khác nhau. Cái người mà đề mục thấy cái sự chết ở bên ngoài thì nó kinh cảm cao hơn, bởi vì mình thấy cái người kia người ta chết thật. Còn mình mà thấy cái sự chết trên mình là mình chỉ thấy được cái chết tương lai thôi, nó chưa thật. Và hai cái đề mục đấy nó sẽ đưa đến mức định khác nhau. Nếu bây giờ mình nhìn thấy một cái xác chết của người khác, mình chú tâm vào đấy, mình niệm sự chết thì mình sẽ có thể đắc được sơ thiền. Đấy là thiện nghiệp về sắc giới, thiện nghiệp sắc giới đại thiện nghiệp. Còn mình quán cái sự chết trên mình thì do mình chưa chết cho nên cái đề mục nó không có thật, và mình chỉ chứng được định cận hành, mình sẽ chứng được cận định. Cho nên nó có hai cái đề mục: niệm sự chết và niệm xác chết. Niệm xác chết thì chứng đắc cao hơn, đắc được sơ thiền. Mình chú tâm vào bất cứ một cái hình ảnh xác chết nào, mình cũng sẽ chứng đắc được các tầng thiền như nhau. Cho đến bộ xương mình có thể chú vào cái người mới chết, cho đến khi cái người đó còn lại là bộ xương, hoặc là cái người đó còn lại một cái nấm tro, mình niệm trên cái nấm tro đấy mình cũng đắc được sơ thiền. Của mình thì mạng sống của chúng ta sẽ chấm dứt trong cái chết. Sự sống là không chắc chắn, còn cái chết là chắc chắn. Đây là nói về một cái câu chuyện. Thì câu chuyện này ở trong cái bài kinh câu chuyện con rắn. Một cái bài kinh nói về câu chuyện con rắn, kinh Trung Bộ, không biết là kinh bài kinh thứ bao nhiêu không nhớ. Nhưng mà cái bài kinh này là tiền thân của Đức Bồ Tát, tức là tiền thân của Đức Phật. Lúc đấy là một cái người nông dân, và lúc nào cũng nhắc nhở tất cả mọi người trong gia đình hãy luôn luôn quán chiếu rằng chắc chắn ta sẽ chết, sự sống của chúng ta sẽ chấm dứt trong cái chết. Sự sống là không chắc chắn, còn cái chết là chắc chắn. Lúc nào cũng nhắc nhở mọi người phải thực hành như vậy. Thế rồi một hôm ông đi ra đồng cải ruộng. Đi ra đồng cải ruộng thì khi mà ông nghỉ ngơi và đốt lên một cái nắm cỏ khô để sưởi ấm. Lúc đấy ông đi có hai cha con cùng đi ra đồng. Hai cha con cùng ra đồng cải ruộng như vậy thì người con trai lên bờ đốt một nắm cỏ khô để sưởi ấm, thì ở bên cạnh cái đống lửa nó lại có một con rắn nó đang nằm trong hang. Nhưng mà cái khói nó chui vào trong hang nó làm cho con rắn bị cay mũi, và con rắn nó mới bỏ ra ngoài và nó cắn một cái vào chân của cái người con trai đấy. Và người con trai đấy chết ngay tại chỗ. Thế là người cha mới dừng cày lại, mới thấy con nằm lăn ra, mới lại xem chuyện gì thì thấy người con đã chết rồi. Lúc đấy người cha mới đặt cái người con nằm ở trên vườn này, trên bờ, nhưng vẫn tiếp tục cày ruộng coi như không có chuyện gì xảy ra hết. Thế đến gần trưa mới gặp những người hàng xóm, người ta đi làm về. Thế là người cha mới đăn người hàng xóm là: này bà, khi mà bà, này các cô khi đi về qua nhà tôi thì hãy nhắn với này bà vợ tôi cũng cùng tất cả các thành viên, tất cả những người trong nhà tôi rằng là hôm nay
đem cơm ra đồng chỉ đem một suất thôi. Và tất cả mọi người hãy ăn mặc thật đẹp, mang hương hoa ra đây. Chỉ dặn thế thôi, chỉ dặn thế. Và khi những người hàng xóm người ta không biết chuyện gì, người ta về người ta gặp người nhà của cái gia đình nhà này, và người ta nói lại cái câu, thuật lại cái câu chuyện như vậy, đó là cái ông bố ông dặn thế, mọi người hôm nay chỉ mang một suất cơm và hãy ra đồng thì ăn mặc thật đẹp và mang hương hoa ra đây. Thì tất cả mọi người ở trong nhà người ta hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. Người ta biết, ồ, thì là người con trai trong nhà này đã chết rồi. Người con trai chết. Thì mọi người người ta cũng vui vẻ, cũng không có như không có chuyện gì xảy ra. Mọi người ăn uống xong, rồi là đi ra đồng đưa một suất cơm ra. Đưa ra để cho cái người bố, người cha ấy. Người cha nghỉ ngơi, ăn uống xong, rồi ông đánh răng súc miệng, rửa chân tay xong cùng với tất cả mọi người mới bảo mọi người hãy đi dọn một cái đống củi này đây. Để khi mà đống củi được dọn lại thì đặt cái xác của người con lên trên và bắt đầu châm lửa đốt. Thì mọi người vẫn cứ ngồi ở xung quanh, ngồi ở xung quanh nhìn cái đống lửa đấy nó cháy, cháy cháy từng giây phút một, nó cháy và cái xác ấy cứ dần dần được thiêu cháy. Thì cái lúc này ở trên vì cái sự an nhiên tự tại của một cái gia đình này, khi mà đang thiêu một cái xác chết không một ai than khóc, đấy, cái sự an nhiên tự tại đấy nó làm rúng động cái ngai vàng của vua trời Đế Thích. Vua trời Đế Thích này mới quan sát nhân duyên, thì ông biết là ở thế trần gian có một chuyện hy hữu, có một gia đình đang thiêu một cái người con trai, mà cả gia đình có ông bố, có bà mẹ, có cô vợ, có cô em gái và có một người hầu, mà không có một ai tỏ một cái giọt lệ than khóc nào hết. Lúc này ông mới nghĩ là không biết tại sao, cái nhân duyên gì ta phải xuống để tìm hiểu cái nguyên nhân gì xem. Thế thì ông vua trời Đế Thích biến thành một người Bà La Môn đến nơi mới hỏi cái gia đình này là này các vị đang nướng thịt có phải không, đang nướng thịt một con thú có phải không, đã chín chưa, cho ta một miếng, ta đang đói đây. Thì lúc này người cha của cái người con trai này mới nói rằng chúng tôi không phải là đang nướng thú đâu, mà chúng tôi đang thiêu xác một người đấy. Thế là cái vị Bà La Môn này thì mới ngạc nhiên, vì hỏi là ô thế các vị hôm nay thiêu xác một kẻ thù hả? Bảo không, chúng tôi đang thiêu xác người con trai, chúng tôi đang thiêu xác một người con trai. Vị Bà La Môn là do vua trời hóa ra nói là ta không có tin, ta không có tin được cái chuyện này. Nếu như nó mà là người con trai chắc là nó là một thằng con bất hiếu lắm hả, và hôm nay nó chết thì mọi người hài lòng lắm hả. Nhưng mà mọi người nói với cái ông cha này, ông nói là không. Thế thì mọi người mới nói tại sao gia đình không ai khóc. Thế thì cái ông cha này ông mới đọc một cái bài kệ, ông diễn tả cái tâm trạng của ông như con rắn trút bỏ ra tàn, đạt đến trưởng thành chính bản thân. Cũng vậy khi thân không thượng đạt, đến thời người chết phải từ trần. Và kẻ bị thiêu không hiểu biết rằng họ hàng quyến thuộc vẫn đau thương, vì thế tôi chẳng hề than khóc, kẻ đã đi theo đúng bước đường. Đó là nói những cái quan niệm của mình, quan điểm của mình. Người ta coi cái người chết giống như là một con rắn nó lột da thôi. Nó bỏ cái thân này thì nó sẽ có cái thân khác. Vậy thì bỏ cái thân này nó là cái chuyện rất là tự nhiên, rất là bình thường. Thì cái người nào người ta đã thấy được rằng mình đã từng bỏ muôn vàn vô số cái xác rồi, người ta thấy rất rực rưng khi phải bỏ thêm một cái xác nữa, quá bình thường. Mình đã có hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu triệu cái xác thân, nó đã từng chết hàng triệu triệu lần rồi. Mình đã bỏ đi vô số cái xác như thế, đã thiêu đốt vô số cái xác như thế. Cho nên bây giờ cái đời này mình sinh ra, mình có cái xác này rồi mình lại phải bỏ đi. Rồi mình sẽ có cái xác khác mà thôi. Mình giống như là một cái đôi dép rách mình vứt đi, mình sẽ có đôi dép mới. Một cái áo cũ rồi mình vứt đi, mình thay bằng một cái áo mới. Một con rắn nó lột ra, nó sẽ có làn da mới. Một cái người bỏ cái xác này, mình sẽ có một cái xác thân mới. Với cái chuyện chết ở đời này và tái sinh đời sau là chuyện rất bình thường, không có gì phải than khóc.
Một người hiểu được như vậy là có cái trí tuệ và có cái sự niệm đến cái sự chết rất là nhiều. Người đó có sự tỉnh giác, có chánh niệm, có cái sự quán chiếu về cái sự chết rất nhiều, cho nên rất là dửng dưng và tự tại. Thế nhưng mà cái ông vị vua trời Đề Thích này, ông bảo thì cái người cha bao giờ chả có cái trái tim sắt đá. Chuyện cha không khóc con là bình thường, nhưng mà có bà mẹ không khóc con thì là cái chuyện không bình thường. Thế lúc đấy vua trời mới hỏi: này cô, này bà, có phải bà là mẹ của người này không? Và tại sao người mẹ thì bao giờ cũng thương con, chứ tại sao bà lại không có khóc? Và lúc đấy cái bà mẹ bà đã nói cái bài, bằng cái bài kệ này: không gọi từ đâu nó đến đây, chẳng ai cho phép nó đi ngay, nó đi nó đến đều như thế, sao phải khóc than nó chốn này. Trước khi nó sinh ra mình đâu có biết nó ở đâu đâu, có ai biết là con cái nó từ đâu nó đến đâu, mình đâu có gọi nó tự động nó đến đấy chứ, mình đâu có cho nó đi mà nó tự động nó đi, nó đi nó đến đều như thế, chuyện nó đến nó đi là bình thường, sao phải khóc than nó làm gì. Ấy là cái bà mẹ bà cũng rất là hiểu đời, rất là hiểu đời. Nhưng mà người đời thì cứ có người thân chết là than, thì cứ kêu khóc thảm thiết, kêu gào thảm thiết, coi như là một cái gì đó to lớn lắm, coi như một cái gì đó mất mát, đau thương quá. Còn nếu mà một người mà hiểu được cái sự sinh tử nó muôn trùng, cái sự sinh tử nó đã kéo dài từ vô lượng kiếp đến giờ, thì thấy là một lần chết và đã trải qua vô số lần chết rồi thì cái chuyện chết là chuyện bình thường. Kẻ bị tiêu không hiểu biết rằng họ hàng quyến thuộc vẫn đau thương, vì thế tôi chẳng hề than khóc, kẻ đã đi theo đúng bước đường. Đấy là cái người mẹ đọc cái bài kệ không gọi từ đâu nó đến đây. Nhưng mà lúc đấy thì ông này ông nói là có thể người mẹ cũng lớn tuổi rồi, không còn sức để khóc nữa, nhưng mà có cô em gái thì vẫn còn trẻ. Mà thường thường em gái thì bao giờ cũng thương anh, nhưng mà một người anh trai mà chết chắc em gái nào cũng đau xót, mà sao cô em này cô cũng thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Thì lúc đấy vua trời Đề Thích cũng hỏi tiếp là tại sao cô này em gái mà cô lại không khóc. Thì lúc này cái cô em gái cô mới trả lời: nếu con khóc sẽ phải gầy mòn, bù đắp có gì trả lại con, lại còn phát sinh nhiều bất nợ cho bà con quyến thuộc thân bằng. Khóc thì lấy được làm cho người sống, người ta có người chết người ta có sống lại được đâu mà khóc, khóc này chỉ khổ cái người sống thôi. Như vậy cái kẻ người mà đang bị thiêu rồi cũng không có hiểu biết được rằng họ hàng quyến thuộc đang than khóc, vì thế người khôn thì chẳng dạy gì mà khóc, vì người chết là một cái người đang đi theo đúng cái con đường, đúng theo quy luật, đúng cái con đường tự nhiên ai cũng phải đi qua như vậy. Và ông này, ông vua này, ông vua trời cũng thấy thì ra cái cô em gái này cũng không có khóc anh trai. Nhưng mà xưa nay thì tại vì anh trai thì cũng thế thôi, cũng bình thường thôi, nhưng mà còn một cô vợ thì luôn luôn là sống thì phải nương tựa vào người chồng. Bây giờ người chồng chết rồi thì một cái người vợ trẻ sẽ trở thành quá muộn, sẽ trở thành cái quả phụ. Mà ai thì quả phụ buồn tang trắng tiễn chồng đi, người nằm im sợ chẳng nói năng gì, theo vết bánh xe vào nghĩa địa. Thế mà cái cô này cô không có khóc. Thì ông vua mới hỏi tại sao cô là vợ mà cô lại không khóc. Thì lúc này cô vợ cô mới đọc một cái bài kệ: giống như đứa trẻ nọ kêu than, nhưng mặt trăng kia vẫn lụi tàn, là chính việc này đâu có khác, uổng công than khóc kẻ từ trần. Cô vợ này cô cũng rất là hiểu biết, cũng biết là giống như là bây giờ cái ánh trăng mà nó bị lụi tàn ấy, khi mà nó mọc lên thì nó phải tàn đi. Thì một người bây giờ mà cứ hãy cho tôi mặt trăng, cứ đứng đấy mà than khóc
thì cái người đó có mà khóc đến chết thì cũng chẳng thể nào lấy được mặt trăng. Giống như cái câu chuyện một cái người cứ đi đâu cứ cho tôi con thỏ. Và có một cái ông vua mới hỏi là ngươi cần thỏ gì, ngươi thích là thỏ ngọc hay thỏ vàng hay thỏ bằng châu báu, thì ta sẽ cho con thỏ như vậy hay là con thỏ thật. Mà không, tôi muốn con thỏ trên mặt trăng cơ. Và nếu mà ngươi mà muốn con thỏ trên mặt trăng thì ngươi chỉ có chết mà thôi, chứ không bao giờ lấy được con thỏ mặt trăng. Như cái mặt trăng nó lụi tàn, nếu mà một cái đứa trẻ nó cứ than khóc muốn lấy lại cái mặt trăng này thì nó có khóc đến chết cũng chẳng thể nào lấy được. Vậy cũng vậy, nếu mà bây giờ một cái người thân nhà mình đã chết rồi, mình có khóc đến chết thì người đó cũng chẳng sống lại được. Người ta chả biết gì, người ta đang bị thiêu đốt, người nó cũng lụi tàn hết. Cho nên là cái cô này cô cũng không than khóc, không có than khóc, là cô vợ này không than khóc rồi. Và lúc này thì ông vua này, ông vua trời thì ông mới nghĩ là thế, bây giờ còn cái người đầy tớ, một đứa tớ gái nữa. Mà những cái đứa tớ gái thì có thể rằng là do ông chủ ông hay đánh đập hay chửi mắng, cho nên rằng ông khi mà ông chủ chết thì cái người làm công ở trong nhà người ta mừng thì ông khóc. Thì ông mới hỏi là này cô, thế ông chủ này khi còn sống thì có đối xử tệ bạc với cô không? Thì cái cô gái thì cô mới trả lời là ông chủ con khi còn sống thì đối xử rất là nhân từ với con cũng như tất cả mọi người khác. Ông chủ là một cái người rất là tốt. Vậy thì vua Đế Thích mới hỏi là tại sao cô lại không khóc ông chủ? Thì lúc đấy cái cô mà cô làm đứa tớ gái cô mới trả lời, người giúp việc mới trả lời cái câu là giống như trường hợp bà La Môn có một chiếc bình đã vỡ tan chẳng thể phục hồi và cũng vậy uổng công than khóc kẻ từ trần. Một người có một cái bình dù là cái bình quý hay là cái bình gì, bình gốm hay là bình bằng cái bình gì đấy chăng nữa, khi nó đã vỡ rồi thì cũng không thể phục hồi lại được nữa. Một cái người đã chết rồi cũng không thể sống lại được, cho nên là không có uổng phí cái sức lực than khóc làm cái gì. Thế vậy thì tại làm sao lại có một cái gia đình mà cả nhà lại có trí tuệ như vậy, cả nhà lại hiểu biết về cái lẽ sinh tử như thế, cả nhà có cái sự giác ngộ về cái sự sinh tử này? Cái nguyên nhân đó là do khi mà cái người thanh niên này còn sống thì cái người thanh niên này là tiền thân của vị Bồ Tát. Và cái người thanh niên đó luôn luôn nhắc nhở mọi người phải sống trong cái sự tỉnh, thức tỉnh rằng là mạng sống của ta sẽ chấm dứt trong cái chết. Sự sống là không chắc chắn, còn cái chết là chắc chắn. Và đi đứng nằm ngồi đều tưởng niệm chắc chắn ta sẽ chết, chắc chắn ta sẽ chết, chắc chắn ta sẽ chết. Luôn luôn tưởng niệm như vậy. Để khi cái chết nó có đến với mình cũng thản nhiên tự tại, không có bị loạn tâm, không có bị sợ hãi. Khi mà cái chết nó đến với người thân mình cũng thản nhiên tự tại, không có yêu bi, không có thương tiếc, không có than khóc, không có gào hét, rồi không có bất tỉnh, không có quá là đau thương khi mà có những người thân chết. Thì đó là chuyện rất bình thường, vì cái chết nó đã đến với những người từ cái đời tổ phụ nhà mình, từ cái đời cha ông mình, cụ kính mình, tất cả mọi người. Cái chết nó đã từng đến với tất cả mọi người, từ những cái người ở trong những cái thời quá khứ, thì cái chết nó đang đến với những người ở hiện tại và nó sẽ đến với tất cả những người trong tương lai. Cái chết này nó đến với tất cả những cái người nổi tiếng, những cái người tầm thường và những người không có tiếng tăm gì. Cái chết nó đến với tất cả những cái người có uy quyền cao thượng hơn tất cả mọi người, như bậc vua chúa đế vương. Cái chết nó đến với tất cả những cái người bình thường, sống bình thường ở trong xã hội.
cái chết nó đến với cả những cái người hạ liệt, với cả những cái người không ai biết đến, với cả những cái người rất là khổ đau, với người cao thượng kẻ hạ liệt, người may mắn kẻ đẹp đẽ, người thô xấu hay là kẻ bất hạnh, tất cả mọi người đều phải chết. Vậy và cái sao bên trong mình cũng sẽ phải chết, những người bên ngoài mình cũng sẽ phải chết, những người quá khứ đã đi qua cái chết, những người hiện tại sẽ đi đến cái chết, đã và đang đi đến với cái chết, những cái người tương lai chưa được sinh ra nhưng họ sẽ được sinh ra trong tương lai, cuối cùng họ cũng sẽ phải đi đến với cái chết. Như vậy sinh ra cũng là nắm chắc cái tử ở trong tay. Một người ăn mừng cái sinh nhật cũng đồng nghĩa là ăn mừng cái ngày mình sắp sửa, mỗi một cái năm tháng trôi qua là một cái năm tháng mình đang tiến dần đến cái chết, mình sắp được gặp gỡ tử thần. Mình cứ quán chiếu như vậy để mình thấy rằng thế gian này chẳng có cái gì là thật, mà tất cả mọi cái chỉ là giả. Thấy được mọi cái là giả thì chẳng có cái gì khiến cho mình phải buồn phiền, chẳng có cái gì khiến cho mình thích thú cả. Vậy cái người nào luôn luôn buồn phiền, người đó không thấy được cái sự giả tạm của thế gian. Người nào luôn luôn thấy thích thú, người đó cũng không thấy được cái sự giả tạm của thế gian. Cái người nào không buồn, không vui, chẳng có cái gì để thích, chẳng có cái gì để chán, thì cái người đó là cái người thản nhiên, tự tại, vì thấy được cái sự giả tạm của thế gian. Vậy cái người thấy được cái sự giả tạm của cái kiếp nhân sinh, người đó sống rất thản nhiên, rất tự tại, coi thường cái danh vọng, coi thường tất cả cái danh lợi thế gian này. Đấy, chuyện đó không có gì quan trọng hết, được mất hơn thua, mọi thứ đều không quan trọng hết. Vì khi một kẻ bị thiêu sẽ không hiểu biết rằng họ hàng quyến thuộc vẫn đau thương, vì thế tôi chẳng hề than khóc kẻ đã đi theo đúng bước đường. Đấy là thái độ của một người đã giác ngộ, đã thức tỉnh về cái chết, hiểu đúng về cái chết, nhờ có tu tập niệm sự chết, tu tập niệm xác chết và niệm sự chết đều đạt được cái sự kinh cảm như vậy. Mình quan sát cái xác chết ở bên ngoài, mình đạt được cái sự kinh cảm về sự chết của tất cả chúng sinh, rồi từ cái xác chết ở bên ngoài mình liên tưởng đến cái thân mình cũng sẽ chết như vậy. Mình sẽ thấy được cái xác chết ở bên trong mình, tức là mình thấy được cái chết ở bên ngoài và thấy được cái chết ở bên trong mình. Đấy, thì mình sẽ không còn dính mắc với những cái thân xác đang sống ở bên ngoài, cũng như không dính mắc vào cái thân cũng đang sống ở bên trong mình, cả hai đều như thế. Thêm một chút là những cái có những trường hợp thì người ta băm cái xác chết ra cho kên kên ăn, đây là ở Tây Tạng. Tây Tạng băm nát luôn, dùng cái búa này người ta đập xương ấy, người ta phải đập cho nó nát nhừ ra, nát nhừ xong nào người ta mới trộn cái xương đấy vào thịt, thì người ta mới dụ cho con kiên kê nó ăn. Chứ nếu mà người ta băm, người ta nọc ra xương, thịt ra thịt thì kiên kê nó sẽ chọn thịt nó ăn và nó để xương lại. Kiên kê nó thích ăn ngon, nên người ta phải trộn xương vào thịt, hoặc là người ta băm xương người ta cho ăn trước. Nhưng mà ngay xương không ăn, trộn thêm ít thịt vào, nên phải lấy búa đập nát ra cho nó ăn. Và nếu mà cái người nào nó ăn hết không còn tí gì thì cả nhà vui vẻ đi về, hôm nay là thành công. Còn nếu mà kiên kê nó để thừa lại một mẩu gì thì buồn. Đây là cái phong tục của Tây Tạng. Hết cái đề mục, 9 đề mục niệm về xác chết. 9 đề mục niệm về xác chết. Có 10 đề mục chứng đắc sơ thiền thì 9 cái đề mục niệm về xác chết, còn một cái đề mục nữa hôm nào mình sẽ học một cái đề mục đấy rất là dài, đó là đề mục 32 thể trược. Xem xác chết có kinh cảm không, ghê sợ không, nhàm chán không?
cái xác chết tôi, thấy cái xác chết là như Đức Phật ấy, nhìn thấy cái xác chết một cái kinh cảm luôn, rồi ta cũng sẽ chết, rồi tất cả mọi người cũng sẽ chết, vậy làm sao cho ta khỏi già khỏi bệnh khỏi chết, làm sao cho mọi người hết khổ, phải đặt ngay câu hỏi liên tưởng liên hệ ngay đến chính mình. Cái đề mục về các cái pháp thiền sắc giới, nó là đề mục thiền niệm về hơi thở vào hơi thở ra, thì cũng sẽ chứng đắc được các cái tầng thiền. Đề mục này, Đức Phật dạy có một pháp này các tỳ kheo được tu tập, được làm cho sung mãn, thời có quả lớn, có lợi ích lớn. Thế nào là một pháp niệm hơi thở vô và niệm hơi thở ra? Người chú tâm niệm hơi thở vô, niệm hơi thở ra, người đó sẽ tạo được cái thiện nghiệp về sắc giới này. Ở đây này các tỳ kheo đi đến khu rừng, hay đến gốc cây, hay đến chỗ nhà trống, ngồi kiết già lưng thẳng, đặt niệm trước mặt. Ở đây này, đi đến một khu rừng, đi đến gốc cây, đi đến chỗ nhà trống. Nhưng nếu mà mình ở đây bây giờ đi tìm đến rừng thế rất là khó, vì ở Thái Bình mình sẽ không có rừng. Thái Bình không có rừng, đi đến gốc cây thì ở đây cũng hiếm mà có được gốc cây cổ thụ nào hết. Đấy, đi đến ngôi nhà trống, một ngôi nhà trống tức là một ngôi nhà bỏ hoang, ngôi nhà mà không có người ở, không có người qua lại, thế được gọi là ngôi nhà trống. Bây giờ cũng chẳng có những ngôi nhà trống nào cả, để nhà nào cũng có người ở hết, chỉ có đi về Phung Minh có thiền đường trống không. Thì ngồi kiết già lưng thẳng, đặt niệm trước mặt, phải tránh niệm bị ấy thở vào, tránh niệm bị ấy thở ra, hoặc là ngồi ở trong cái phòng của mình cũng được, ngồi ở một cái nơi yên tĩnh. Điều trước tiên là mình tìm đến một cái chú sư thích hợp. Đây là Đức Phật nói là phải đi tìm một chú sư thích hợp, một chú sư yên tĩnh, một chú sư không có sự quấy rầy của những người khác, không có sự quấy rầy của những tiếng động. Tiếng động quấy rầy mình là tiếng động của những người đàn ông, tiếng động của những người đàn bà, tiếng động của xe cộ, tiếng động của những con thú, tiếng động của những cái thứ âm nhạc. Thời bây giờ có rất nhiều tiếng động của máy bay, tiếng động của những cái loa truyền thông, đều là những cái tiếng động. Thế bây giờ mà tìm được một cái nơi mà không còn có một tiếng động nào thì điều đó rất là khó, mình phải kham nhẫn thôi, tìm đến một cái nơi nào tương đối là được, cái nơi nào đó an tịnh tương đối là được, mà ngồi nghe ngồi kiết già lưng thẳng, tránh đặt niệm trước mặt. Kiết già bán già hay là ngồi thế nào cũng được hết, giữ cho cái lưng của mình nó thẳng lên một chút, đặt niệm ở trước mặt, tức là cái tâm của mình phải đặt ở trước mặt, cái hơi thở nó phải ở trước mặt mình, không có đạt được một cái vị trí nào khác. Cái hơi thở nó không có, không, mình không có được đặt cái hơi thở ở dưới bụng, không được đặt hơi thở trên đầu, trên chân, trên tay gì hết, mà đặt ở trước mặt, tức là trước ngay cửa mũi của mình, ở điểm xúc chạm ở chóp mũi, ở mũi trên, đấy là trước mặt. Niệm là cái tâm giữ cái chánh niệm ở đó, nó đặt niệm trước mặt. Chánh niệm bị ấy thở vào, chánh niệm bị ấy thở ra. Thở thì từ lúc sinh ra là mình bắt đầu thở. Lúc mà mình còn ở trong bụng mẹ có thở không? Có thở không? Có thở. Trong bụng mẹ có thở không nhỉ? Người trong bụng mẹ, mà cũng thở à? Tưởng mà khi ra sinh ra rồi mới thở chứ. Cái con gà nó ở trong quả trứng nó có thở không? Lúc nó còn ở trong quả trứng ấy nó có thở không? Có thở à? Nó có sự hô hấp. Nhưng mà cái hơi thở của nó không có thở bằng mũi phải không? Nhưng mà đứa thẻ ở trong bụng nó cũng không thở bằng mũi. Không thở bằng mũi, nó chỉ hô hấp qua cái sắc uẩn thôi. Qua cái sắc uẩn khác nó hô hấp thôi. Thì chỉ có một người từ lúc sinh ra là có hơi thở,
và cái hơi thở đấy nó sẽ chấm dứt khi người đó chết, thì người đó sẽ không có hơi thở. Hoặc là một cái người nhập vào tứ thiền thì sẽ không có hơi thở, một người nhập vào thiền diệt thì không có hơi thở. Một vị sinh về cõi chư thiên có hơi thở không? Chư thiên dục giới thì có hơi thở, vì chư thiên ở mặt đất trên không, sáu tầng trời dục giới thì vẫn thở. Chư thiên ở trên cõi phạm thiên thì không thở, chư thiên ở các cõi phạm thiên thì không cần thở đâu. Chúng sinh địa ngục có thở không? Địa ngục cũng thở. Ngã quỷ có thở không? Có. Súc sinh có thở không? Súc sinh. Thế con nghêu sò ốc hến ở dưới biển nó có thở không? Con cá nó có thở không? Nó thở bằng cái gì? Nó không thở bằng mũi à? Con cá nó không thở bằng mũi. Vậy nếu con cá nó hành thiền thì nó để tâm ở đâu? Nó để tâm ở mang ha? Vậy thì một cái người đã là một con người thì mình sẽ có hơi thở, nhưng mà cái hơi thở thường thường ấy, nó là hơi thở vô thức, khi mình không nhận biết nó, mình không có ý thức để nhận biết nó thì nó là hơi thở vô thức. Còn bây giờ mình hành thiền lấy cái hơi thở làm đề mục thì mình chỉ có cái việc ý thức về hơi thở đó, đang nhận biết cái hơi thở này đi vào và nhận biết hơi thở này đi ra, chỉ đơn giản thế thôi. Mình có ý thức nhận biết về hơi thở là mình đang hành thiền hơi thở, và cái mà mình để tâm là ở trước mặt, tức là ở ngay cửa mũi của mình, mình nhận biết hơi thở vào và hơi thở ra, thế thôi. Chánh niệm có nghĩa là cái mà mình nhớ, niệm này có nghĩa là mình đang ghi nhớ đang nhận biết hơi thở vào và hơi thở ra. Hơi thở vào dài vì ấy biết rõ tôi thở vào dài, thở ra dài vì ấy biết rõ tôi thở ra dài. Mình có bao giờ thấy cái hơi thở của mình nó dài không? Nó dài như thế nào không biết đâu. Mình có thể thấy được cái hơi thở của mình nó dài bằng cái gì không? Dài bao nhiêu không? Dài mấy centimet không? Cái hơi thở dài, hơi thở ngắn này nó không có được tính bằng cái khoảng cách, bằng cái độ dài về cái không gian. Nó không được tính bằng cái chiều dài của không gian, mà nó được tính bằng chiều dài của thời gian. Ví dụ như là một cái hơi thở nó đi vào chậm chậm, nó đi ra chậm chậm, thì nó mất một cái thời gian dài để đi vào, mất một thời gian dài để đi ra. Vậy thì cái hơi thở đấy là hơi thở vào chậm, hơi thở ra chậm. Chậm này nó tương ứng với dài này. Hơi thở vào chậm, hơi thở ra chậm. Có cái hơi thở mà có những lúc mình thở dốc ấy. Thở dài, ngáp. Có khi nào mình ngáp không? Ngáp là hơi thở dài. Và cũng có những cái hơi thở của mình nó tự động, khi mà cái thân của mình nó cần một cái lượng oxy nhiều thì nó tự động nó kéo một hơi thở thật dài, nó hít một cái thời gian thật dài, khi nó thở ra nó thải ra một cái lượng cái carbonic cũng thật là dài, cái nó kéo dài cái thời gian đi vào và đi ra, vậy được gọi là hơi thở vào dài, hơi thở ra dài. Còn cái lúc hơi thở vào ngắn là hơi thở ra ngắn, thì cái ngắn ở đây cũng thế, có nghĩa là nó thoáng vào một cái nó thoáng ra ngay lập tức. Nhất là cái người nào mà ngồi thiền nó an tịnh rồi, mình sẽ hay có cái trạng thái này. Nên là khi mình ngồi càng yên, cái thân của mình nó càng yên, vì nó không có tốn nhiều năng lượng, cho nên nó không cần nhiều oxy. Và cái lúc đấy cái hơi thở của mình nó trở nên rất là yếu ớt, nó trở nên rất là nhẹ nhàng, trở nên rất là vi tế. Nó thoáng qua, thoáng lại, thoáng qua, thoáng lại. Và cái lúc đấy mình phải được ghi nhận là hơi thở vào ngắn và hơi thở ra ngắn. Thì Đức Phật đã ví dụ như là một cái người thợ gốm, người ta quay cái nò gốm ấy với một cái người thợ thiện xả. Có lúc người ta quay nhanh, có lúc người ta quay chậm. Khi quay nhanh vị ấy biết rõ ta đang quay nhanh, khi quay chậm vị ấy biết rõ ta đang quay chậm. Vậy cái người mà hành thiền niệm hơi thở với một cái sự chú tâm, một cái thiện xả như vậy, thì có những lúc cái hơi thở nó vào nhanh ra nhanh, có lúc hơi thở nó vào chậm ra chậm, mình đều biết rõ, ghi nhận rõ ràng. Mình tỉnh giác, mình chánh niệm, mình ghi biết cái hơi thở như vậy. Đấy là cái tâm của mình nó đang quan sát hơi thở, nó nhận biết rõ ràng về hơi thở, chứ nó không có xen tạp các cái tạp niệm khác. Vì cái sức tỉnh giác cao cho nên là mình quan sát được hơi thở một cách chi tiết rõ ràng như vậy.
Còn cái sức tỉnh giác của mình nó yếu, mình có thấy hơi thở vào, có thấy hơi thở ra, nhưng mình thấy một cách mơ hồ, thấy một cách nơ mơ. Giống như bây giờ mình ngồi ở trên nhà mình, ở trong cửa nhà, mình nhìn thấy những người đi qua đường, nhìn thấy người đi qua đường và mình quan sát những người đi qua đường ấy. Nhưng nếu mà mình mà quan sát một cách tỉnh giác, mình biết rõ, đây là có một người già vừa mới đi qua, đây là một người trẻ vừa mới đi qua, mình thấy là đây là một cái đứa trẻ nó vừa đi qua, đây là một người lớn vừa đi qua, rồi mình thấy có một con voi nó vừa mới đi qua, có một con chuột nó vừa mới đi qua. Tức là khi mà mình với một cái sức tỉnh giác cao độ, mình sẽ quan sát được, nhận biết những người đi qua đi lại một cách rõ ràng như vậy. Mình hiểu được từng cái đối tượng nó đi qua, từng cái đối tượng nó đi lại, mình hiểu rõ, biết rõ đó. Vậy thì cái người quan sát hơi thở cũng vậy. Nếu mà mình có cái sức tỉnh giác cao, tỉnh giác tốt, thì cái hơi thở nó có cái hơi thở thô và cái hơi thở tế. Mình biết rõ nó đang có một cái hơi thở thô, nó vào dài ra dài, có cái hơi thở tế, nó vào ngắn ra ngắn, mình đều biết rõ. Thì đấy là nó dựa vào cái sự quan sát tỉnh giác của mình. Và Đức Phật đặc biệt chú trọng nhắc nhở mình là phải quan sát một cách tỉnh giác như vậy, hiểu rõ ràng cái đối tượng như vậy. Nhưng mà mình không được can thiệp vào nữa. Một người vậy, bây giờ mình đang nhìn thấy người ta đi ở ngoài đường, mình cứ quan sát chứ mình không được can thiệp, không có ra ngăn người ta lại thôi. Giống như một người cảnh sát, người ta muốn bắt ai dừng lại dừng, muốn cho ai đi thì đi. Thì cái việc, cái nhiệm vụ đấy không phải là của người hành thiền. Người hành thiền là chỉ đơn giản là mình quan sát một cách khách quan, mình cứ mặc kệ cho nó đi ra đi lại, mình chỉ nhận biết nó thế thôi, chứ mình không được giữ nó dừng lại, mình không được cho nó đi, không được làm cái việc như một anh cảnh sát điều khiển giao thông, mà mình chỉ là một người đứng nhìn thôi, cứ đứng nhìn và đứng nhìn vậy thôi. Vậy thì mình luôn luôn đứng nhìn và nhìn một cách quan sát một cách rõ ràng, càng rõ ràng càng tốt. Mình sẽ thấy được hơi thở ngắn, hơi thở dài như thế. Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô cảm vị ấy tập, cảm giác toàn thân. Khi mà trong kinh nói đến câu cảm giác toàn thân, sẽ có rất nhiều người hiểu rằng là lúc đấy mình đưa cái tâm xuống dưới thân này để mình quan sát những cái cảm giác ở trên thân. Ở lúc đấy trên thân này nó có cái cảm giác gì, có cảm giác khổ hay nạt, cảm giác phải đang êm, đang nâng nâng, hay là cái cảm giác phải đang nhức mỏi. Nếu mà một người hiểu như vậy, người đó sẽ hiểu sai. Và nếu người hiểu về cảm giác toàn thân của hơi thở, thì người đó sẽ hiểu đúng. Cảm giác toàn thân của hơi thở vào, cảm giác toàn thân của hơi thở ra, tức là vị ấy nhận biết hơi thở rõ ràng từ đầu đến cuối, toàn thân của cái hơi thở này. Tức là hơi thở đấy nó phải có cái thời gian nó bắt đầu đi vào, phải có một cái thời gian giữa là nó đang đi vào, phải có một cái thời gian cuối là nó đã chấm dứt cái thời gian đi vào. Đấy là toàn thân của một cái hơi thở đi vào. Khi mà một cái hơi thở đi ra, nó có ba giai đoạn. Giai đoạn đầu nó bắt đầu đi ra, giai đoạn giữa nó đang đi ra, và giai đoạn cuối nó kết thúc cái thời gian đi ra. Thì đấy là cái toàn thân của hơi thở ra. Vậy thì mình phải cảm nhận được cái hơi thở vào ra một cách rõ ràng đều đặn như vậy, từ khúc đầu, khúc giữa và khúc cuối như vậy. Giống như là mình nhìn thấy một con rắn nó trườn qua, mình thấy được cái đầu của nó, mình thấy được cái thân của nó, mình thấy được cả cái đuôi của nó. Thế khi con rắn nó bò ra, mình quan sát nó, cả cái đầu nó bắt đầu bò ra, có cái phần thân của nó đang bò ra, có cái đuôi của nó đã ra khỏi. Thế nên mình quan sát một cách chi tiết, mình không có để mất một cái khoảng nào hết. Vậy một người mình quan sát một hơi thở đi vào, mình quan sát được từ đầu đến đuôi. Khi hơi thở đi ra, mình quan sát được từ đầu đến cuối. Thì quan sát được như vậy thì gọi là cảm giác toàn thân. Tôi sẽ thở vào, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra. An tịnh thân hành tôi sẽ thở vào, và an tịnh thân hành tôi sẽ thở ra, bị ai tập. Để có một cái trạng thái là cái hơi thở nó trở nên an tịnh. An tịnh ở đây là
khi này là bắt đầu cái thân của mình đã rất là cái thân của mình nó đã rất là an rồi, nó không có những cái dao động, cái thân của mình nó không có chạm cực, nó không có dãy ruộng, không có gì, và cái tâm của mình lúc này nó cũng đã giảm bớt những cái phóng tâm, nó giảm bớt và nó đã bắt đầu đa chịu an trú trên hơi thở liên tục. Khi cái tâm của mình nó đã chấp nhận an trú trên hơi thở, nó không đi lang thang nữa, thì bắt đầu là cái sự hỷ lạc và khinh an nó sẽ sinh khởi. Thì cái lúc này cái hơi thở nó trở nên rất là nhẹ nhàng, rất vi tế. Cái hơi thở từ thô nó sẽ tế dần dần. Nó từ một cái hơi thở lúc đầu thì nó thô thiển. Nhưng mà khi mà cái tâm của mình định tĩnh liên tục ở trên đấy, thì cái tâm của mình nó sẽ trở nên nhu nhuyễn. Cái lúc đầu nó thô là do cái thân của mình nó cũng thô, hoặc là do cái tâm của mình nó thô. Các cái triền cái nó cứ xâm nhập vào liên tục, nó làm cho cái tâm của mình nó cứ bị nổi sóng liên tục, khởi lên hết các cái tâm hành này, những tâm cảnh ác. Nhưng khi các triền cái nó giảm bớt cái sự tấn công vào tâm mình rồi, thì lúc này cái tâm của mình nó chỉ nhận biết một hơi thở thôi, thì nó sẽ trở nên rất là an, nó rất là nhẹ nhàng, an tịnh là cái chữ rất là an ổn. Tịnh là cái sự tĩnh lặng của nó rất là cao, và cái hơi thở nó cũng trở nên rất là an ổn tĩnh lặng như vậy. An tịnh là hơi thở vi tế. Vậy thì đến cái bước này nó sẽ trở thành hơi thở vi tế. Hơi thở vi tế này, những cái người nào mà cái tâm tỉnh giác thì sẽ thấy, tiếp tục thấy hơi thở đi vào và hơi thở đi ra. Còn cái người nào mà có cái tâm mà nó bị, cái tâm mà nó không được tỉnh giác, nó bị mơ hồ, người nào mình thấy hơi thở mơ hồ thì đến cái khi hơi thở nó vi tế sẽ không thấy đâu nữa. Lúc đấy mình sẽ bảo, ôi tại sao mình không thấy hơi thở đâu nữa. Mình sẽ có cái trạng thái như thế này. Bởi vì hơi thở nó rất yếu, rất nhỏ, rất vi tế, rất an tịnh. Nó chỉ thấy được với người có cái tâm tỉnh giác, sáng suốt. Còn nếu mà cái tâm không tỉnh giác, không sáng suốt, cái tâm nơ đẫy thì mình sẽ không thấy. Nó giống như là một cái người, mình quan sát, mình canh một cái cổng thành, một cái con voi đi qua thì mình thấy, con ngựa đi qua thì mình thấy, một cái con chó nó đi qua thì mình thấy mơ mơ, nhưng mà khi một con chuột nó đi qua mình không còn thấy nữa. Thì cái hơi thở của lúc đầu nó cũng thô, nhưng mà dần dần nó vi tế. Thì cái trạng thái an tịnh này là hơi thở nó trở thành rất vi tế, rất nhỏ, rất yếu. Và người có sức tỉnh giác sẽ thấy được nó. Người tỉnh giác yếu, cái sự tỉnh giác yếu thì lúc đấy sẽ rất khó quan sát hơi thở trở nên vi tế này. Và hơi thở trở nên vi tế này là cái bước đầu, là cái bước để chuẩn bị vào các chứng đắc định, là hơi thở nó trở nên vi tế vậy. Cảm giác hỉ thọ tôi sẽ thở vô, và cảm giác hỉ thọ tôi sẽ thở ra bị ai tập. Khi mà nó đã trở nên an tịnh như vậy là nó chuẩn bị có định rồi. Nhưng nếu như mình mà thấy được cái hơi thở an tịnh thì mình sẽ thấy quang tướng nó cũng xuất hiện trong đấy. Cái lúc đấy là bắt đầu nó sẽ xuất hiện nimitta tướng. Nimitta mình sẽ thấy được cái chuẩn bị tướng, học tướng và tợ tướng ở cái lúc mà hơi thở nó trở nên an tịnh. Cái giai đoạn hơi thở vi tế gọi là cái hơi thở an tịnh, đồng nghĩa là cái lúc đấy mình sẽ thấy được cái ánh sáng, cái nimitta nó xuất hiện ở cái lúc mà hơi thở an tịnh. Và lúc này mình sẽ chuyển từ cái hơi thở an tịnh đấy và chuyển sang quan sát ánh sáng nimitta. Và lúc này tâm của mình nó sẽ nhàm chán cái hơi thở an tịnh đấy, vì cái hơi thở nó quá yếu, mà cái nimitta, cái ánh sáng càng ngày nó càng mạnh lên. Ánh sáng trước mặt nó mạnh lên cho đến cái mức mà mình, cái tâm của mình nó sẽ bắt lấy cái ánh sáng, cái tợ tướng làm đối tượng. Lúc đấy cái tâm mình nó sẽ an trú trên cái quang tướng, và nó không còn ưa thích với hơi thở nữa. Và lúc này mình hãy để cho nó an trú ở trên cái quang tướng đấy, vì lúc này cái định tướng cũng đã rất mạnh rồi. Hơi thở nó vẫn còn, nhưng nó rất vi tế, rất khó nhận biết. Lúc này mình cảm giác như không còn thấy hơi thở nữa, thì mình để tâm vào nimitta. Khi để chuyển tâm sang nimitta thì những cái trạng thái đó là năm thiền chi nó xuất hiện, tầng tứ hỷ lạc nhất tâm. Lúc này tâm của mình nó sẽ thích thú với này cái tợ tướng, cái quang tướng ấy. Một cái trạng thái hỷ thọ nó sẽ, một cái cảm thọ về hoan hỷ nó sẽ sinh khởi. Lúc này sẽ có hỷ thọ. Hỷ thọ nó là một trong năm chi thiền. Đấy, cảm giác hỷ thọ tức là người này
Khi mà tu tập đến cái câu mà cảm giác hỷ thọ tôi sẽ thực vô, tôi sẽ thực ra, là vì nó đã chứng được tầng thiền rồi. Đã an trú vào cái tầng thiền. Tầng thiền tâm của mình rất là hoan hỷ về tự tưởng. Cảm giác nạc thọ tôi sẽ thực vô, tôi sẽ thực ra. Nạc thọ đây là cái, cũng là một trong các cái chi thiền, tầm tứ hỷ nạc nhất tâm. Là lúc đấy một người mà vào đến tầng thiền thì vị đó sẽ thấm nhuần tập ướt toàn thân, vị đó sẽ sung mãn cái trạng thái hỷ nạc này, hỷ thọ và nạc thọ này. Toàn thân tuốt khắp thân tâm vị đó thấm nhuần tập ướt bởi cái cảm giác hỷ thọ và nạc thọ. Nên vị đó sẽ an trú ở trong đấy mà vị đó không biết chán, không bao giờ cảm thấy nhàm chán cái trạng thái hỷ nạc của tầng thiền. Nên khi mà bắt đầu vào đến cái tầng thiền sắc giới là cái hỷ nạc này bắt đầu nó sinh khởi, và vì nó an trú ở trong đây, và vì nó không còn ưa thích những cái vui thú ở thế gian nữa, vì cảm giác hỷ thọ và nạc thọ cao thượng của cái thiện nghiệp sắc giới này, cảm giác tâm hành tôi sẽ thử vô, tôi sẽ thử ra, vì ấy tập. Cảm giác về cái tâm, nó cũng là những cái chi thiền tâm, tức là cái sự nhất tâm, có hỷ có lạc có nhất tâm. Thì lúc này mình sẽ thấy cái tâm của mình nó nhất tâm trên đối tượng, nó an trú nặng nề trên cái đối tượng ấy, nó không còn di chuyển sang đối tượng khác. Như ở cái tâm dục giới thì nó nghĩ chuyện này tí, nó nghĩ chuyện khác, nghĩ chuyện này tí, nghĩ chuyện khác. Nhưng mà khi mà ở cái tâm sắc giới thì cái tâm của mình nó cứ an trú nặng nề liên tục trên một đối tượng, an trú nặng nề trên một đối tượng. Khi mà cái tâm mà nó cứ nghĩ chuyện này nghĩ chuyện khác thì cái tâm đấy nó cũng mệt mỏi, nó giống như cái thân của mình nó cứ phải đi nơi này đi nơi kia, thân đấy nó không được an. Còn nếu khi nào mình mà được yên thân một chỗ thì lúc đấy mình sẽ rất là an. Thì cái tâm của mình nó cũng vậy, nếu nó cứ lang thang hết cái cảnh này sang cảnh khác nó cũng mệt mỏi như vậy. Còn nếu như mà nó cứ an trú nặng nề ở một chỗ thì nó lại rất là bình an, thì nó lại rất là an ổn, nó lại rất là an lạc, rất là hạnh phúc. Cảm giác tâm hạnh tôi sẽ thở vô, tôi sẽ thở ra vì ấy tập. Khi mình vào những cái trạng thái của thiền thì nó có cái sự định tĩnh như vậy, an tĩnh tâm hạnh tôi sẽ thở vô, thở ra vì ấy tập. Cái sự an tịnh, cái tâm của mình nó cũng rất là an tịnh nặng nề, tâm cái tâm an tịnh, tâm của mình nó sẽ càng an tịnh là khi mà mình lên các cái tầng thiền, thì mỗi một tầng thiền nó sẽ có an tịnh hơn các tầng thiền khác. Như là khi mình vào đến sơ thiền thì cái tâm của mình nó sẽ an tịnh hơn ở cái lúc ở cận định. Khi mà lên đến nhị thiền thì cái tâm nó sẽ an tịnh hơn ở sơ thiền. Mỗi một tầng thiền nó có một cái mức định sâu hơn thì cái tâm nó phải an tịnh và vi tế hơn cái tầng thiền trước. Vậy thì ở tam thiền nó sẽ an tịnh hơn ở nhị thiền. Khi mà mình lên đến tứ thiền thì cái tâm nó lại an tịnh hơn ở tam thiền. Thì khi mà mình tiến sâu vào các tầng thiền thì mình sẽ cảm nhận được cái sự an tịnh ở mỗi một tầng thiền, nó có một cái mức độ an tịnh thâm sâu hơn. Và mình sẽ đều cảm nhận được cái mức độ này. Cái tâm của mình nó sẽ càng lúc càng trở nên an tịnh hơn trên cái đề mục thiền niệm hơi thở. Nên mới gọi là an tịnh tâm hành tôi sẽ thở vô, tôi sẽ thực ra vị ấy tập. Cái lúc ấy mình không có cần phải niệm đến cái chữ an tịnh tâm hành này làm gì, mà nó tự động nó an tịnh như vậy, tự động nó an tịnh như vậy. Ở các tầng thiền cảm giác tâm hành tôi sẽ thở vô, tôi sẽ thực ra vị ấy tập. Cảm giác tâm này, an tịnh tâm này, cảm giác về tâm tôi sẽ thở vô, an tịnh tâm hành tôi sẽ thở vô, tôi sẽ thở ra vị ấy tập. Cảm giác về tâm tôi sẽ thở vô, tôi sẽ thở ra vị ấy tập. Cái lúc mà vị đấy an trú ở trong tầng thiền thì các cái tâm hành nó vẫn sinh khởi, nó vẫn sinh khởi. Cái tâm ở các cái tầng thiền nó có năm cái thiền chi, nó sinh khởi liên tục, tầm tứ hỷ nạc nhất tâm. Mỗi một thiền chi đấy nó là một cái tâm,
và nó có đầy đủ cả 34 cái tâm. Nó có tất cả các cái tâm tịnh hảo về sắc giới, cảm giác về tâm. Nếu vị đó muốn, vị đó có thể xuất ra khỏi tầng thiền và quan sát được các cái tâm này, có cái sự cảm giác về tâm, với tâm hân hoan, với tâm định tĩnh, với tâm giải thoát, tôi sẽ thực vô, tôi sẽ thực ra vị ấy tập. Với cái tâm hân hoan, tâm hân hoan ở đây là nó có cái tâm hoan hỷ. Đấy, tức là tâm hân hoan với tự tướng. Với cái tâm định tĩnh là cái tâm nó định tĩnh trên tự tướng. Với cái tâm giải thoát là cái tâm của cái người hành thiền đấy, nó sẽ có những cái mức độ giải thoát. Ví dụ khi vị đó vào sơ thiền thì vị đó giải thoát khỏi năm triền cái. Khi mà chưa vào sơ thiền thì năm triền cái tham dục sân hôn trầm thủy miên trạng hối hoài nghi nó thường xuyên nó đến, nó thường xuyên nó nên nọt vào trong tâm. Và khi vào được sơ thiền thì vị đó giải thoát khỏi năm triền cái. Khi vị đó mà nên đến nhị thiền thì vị đó giải thoát khỏi tầm tứ. Vào sơ thiền thì cái thiền chi tầm tứ nó dao động, hướng tâm và ám sát tâm là hai cái. Hoặc là vị đó nếu mà tính theo ngũ thiền thì vị đó nên nhị thiền, vị đó thoát khỏi tầm, nên tam thiền vị đó thoát khỏi tứ. Khi mà nên đến tứ thiền thì vị đó thoát khỏi hỷ, mà nên đến ngũ thiền thì vị đó thoát khỏi nạn. Thì cái mức độ giải thoát là như vậy, giải thoát là ở mỗi một cái mức độ thiền cao hơn mình sẽ thoát khỏi một cái thấp hơn. Khi mà mình cứ vào một cái mức độ sâu, cái tâm của mình nó vào các tầng thiền cao sâu thì nó sẽ thoát ra được những cái tâm mà nó thô hơn, nên là nó càng lúc nó càng cái định sâu thì nó càng an tịnh hơn, mình sẽ trải nghiệm được những cái trạng thái giải thoát khác nhau. Thì khi mà ở các tầng thiền này nó cũng là cái mức gọi là cái giải thoát về tâm ấy. Có cái sự tu tập tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Thì người hành thiền là mình đang tu tập về tâm giải thoát. Tâm nó sẽ giải thoát ở mỗi một cái mức độ, nó có cái sự giải thoát. Sơ thiền giải thoát năm triền cái, nhị thiền giải thoát tầm tứ, tam thiền giải thoát thì tứ thiền giải thoát nạc. Và nó chỉ còn lại xả lạc xả khổ, còn lại xả và nhất tâm. Và đến cái giai đoạn này là chuyển sang thiền quán, quán vô thường, quán ni tam, quán đoạn diệt, quán từ bỏ, tôi sẽ thở mạc và tôi sẽ thở ra bị ai tập. Thì tu tập thiền định, cuối cùng mình làm cái nền tảng để thực hành thiền quán. Chứ không phải là mình sẽ an trú ở trên cái tầng thiền đấy để chứng đắc, để mà sinh về cõi phạm thiên. Mà sau đó mình xuất ra khỏi tầng thiền, mình quán các cái tâm hành, sau đó quán thấy cái sự sinh diệt trên cái tâm hành đấy, để mình quán cái sự vô thường trên các cái tâm thức, quán cái sự ly tham, quán cái đoạn diệt, quán cái từ bỏ. Quán vô thường là thấy được cái danh các cái tâm hành nó sinh diệt liên tục, để mình cũng ly tham. Ly tham là không có tham ái với lại cái trạng thái an lạc của tầng thiền. Thì khi mà mình an trú vào tầng thiền ấy, thì cái sự hỉ nạc ấy nó rất là an tịnh và dễ sinh ra cái tâm tham ái dính mắc vào cái tầng thiền. Nhưng mà một chúng sinh mà đắc thiền rồi mình tham ái với cái sự an lạc của tầng thiền, rồi mình sẽ suốt ngày mình chỉ thích dành hết thời gian để ngồi thiền, mình không có hành thiền quán mà chỉ hành thiền định thôi, mình sẽ tạo ra một cái thiện nghiệp sắc giới. Cái thiện nghiệp sắc giới nó cho quả tái sinh về cõi phạm thiên. Ở cái cõi phạm thiên đấy thì cuối tuổi thọ nó vô cùng lâu, rất lâu. Và vì cái tuổi thọ nó lâu như vậy, rồi khi mình chết ở cõi phạm thiên, mình lại sinh về cõi phạm thiên trở lại một lần như thế, nhiều lần như thế, rồi là mình sẽ ở trong cái luân hồi. Thì đó là luân hồi ở cái cõi phạm thiên, hết cái đời này sang đời khác. Thì cái vòng luân hồi nó sẽ rất dài. Còn nếu một người nào biết quán sự vô thường thì người đó sẽ nhàm chán, ni tham, đoạn diệt, từ bỏ, thì mình sẽ không còn chấp thủ vào cái tham ái dính mắc với các cái đời sống của cõi phạm thiên, thì mình có thể chứng được niết bàn. Tu tập như vậy này các tỳ kheo, làm cho sung mãn như vậy, niệm hơi thở vô, hơi thở ra, thời có quả lớn, có lợi ích lớn. Cái bài kinh về tu tập niệm hơi thở.
ngồi thiền có lợi ích lớn như vậy, có quả báo lớn như vậy. Việc hành thiền hơi thở nó có nhiều lợi ích, có nhiều công đức. Cái thiện nghiệp mà của cái việc hành thiền nó lớn hơn các cái thiện nghiệp ở cõi dục giới khác. Cho nên là người hành thiền là một cái người đang tạo được một cái đại thiện nghiệp sắc giới. Vậy thì mình phải cố gắng thực hành thiền, có cơ hội hành thiền thì phải cố gắng hành thiền, không nên bỏ lỡ cái cơ hội là được sinh ra làm người và hành thiền này. Mình có thể bỏ những cơ hội khác vì những cái việc mình đang làm thì mình làm nhiều đời lắm, đó là mình kiến tạo những cái đời sống thế gian nhiều đời nhiều kiếp, nhiều như cát sông Hằng. Còn như không phải đời nào mình sinh ra mình cũng được gặp pháp môn hành thiền. Vậy giờ mình phải có cái phát nguyện là dành hết cuộc đời này để hành thiền, lấy cái hành thiền làm sự nghiệp, lấy cái hành thiền làm tạo nghiệp, thì mình nhất định mình sẽ có quả lớn, có lợi ích lớn, có công đức lớn hết. Về sau học đến cái này